sừng tê giác được bảo kê đưa vào Việt Nam. Đó là nhận định của tổ chức Traffic, tức mạng lưới giám sát các hoạt động buôn bán thực động vật hoang dã, về tình hình buôn bán sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam hiện nay. Theo số liệu mới đây của cơ quan quản lý CITES tại Việt Nam cho thấy, từ năm 2003 đến năm 2010, có 657 sừng tê giác được xuất khẩu hợp pháp từ Nam Phi vào Việt Nam. Song trên thực tế, chỉ có 170 sừng tê giác được ghi vào danh sách nhập khẩu. Như vậy, đã có khoảng 74% sừng tê giác được đưa chui vào Việt Nam. Tổ chức Traffic tại Việt Nam cho biết, điều này đã tạo điều kiện cho việc buôn bán sừng tê giác tràn lan và làm cho Việt Nam bị thiệt hại gần 2 triệu Mỹ Kim tiền thuế. Theo điều tra của Traffic, sừng tê giác vào Việt Nam chủ yếu thông qua đường hàng không nối từ Johannesburg với Hà Nội, Sài Gòn, Hồng Kông, Bangkok. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do lợi nhuận của việc buôn bán sừng tê giác, trong đó có bảo kê của một số cán bộ, một số nhà ngoại giao Việt Nam. Tổ chức Traffic cho biết, từ năm 2004 đến năm 2008, có ít nhất 10 vụ bắt giữ liên quan đến hành vi bán trái phép sừng tê giác ở Việt Nam, nhưng lại không có ai bị truy tố. Bên cạnh đó, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã, tức WCS cho biết, kết quả một cuộc điều tra kéo dài 2 tháng nhắm vào các đường dây buôn bán trên Internet cho thấy, số lượng các vụ buôn bán qua đường dây này ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Động vật hoang dã thường được rao bán trên các trang rao vặt, các diễn đàn về nuôi thú cưng. Các trang trại, khi có khách muốn mua hổ, gấu, tê giác, họ lách luật bằng cách làm hợp đồng cho thuê vật nuôi 50 năm. Sở dĩ sừng tê giác được nhiều đại gia Việt Nam tìm mua là vì họ tin rằng sừng tê giác có tác dụng chữa bách bệnh, thậm chí cả bệnh ung thư và có thể cải lão hoàn đồng, làm tăng sắc đẹp cho phụ nữ cũng như làm tăng thể lực cho đàn ông.